Xin chào các khán giả của kênh Khám Phá To Be. Quý vị và các bạn thân mến, các di tích cổ xưa không chỉ là cửa ngõ để chúng ta đi vào quá khứ, mà nó thậm chí còn lưu giữ những câu trả lời cho một số những truyền thuyết khá là thú vị và kỳ lạ nhất tồn tại tới thời điểm hiện nay. Có rất nhiều người ngoài kia vẫn đang tìm kiếm những câu trả lời này, và gần đây đã có một số những phát hiện mà ngay cả những nhà khoa học hiện đại cũng không thể giải mã được. Và mời quý vị cùng với Khám Phá To Be cùng tìm hiểu trong số lần này nhé. 10 cổ vật bí ẩn các nhà khoa học chưa thể giải thích. Một, kiếm của người Viking. Kiếm là một loại vũ khí của người Viking được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, sự khéo léo của kiếm đã khiến trở thành một vũ khí đắt tiền và có thể là vật giá trị nhất mà người Viking sở hữu. Vì vậy, chỉ những người có tiền mới có thể sở hữu kiếm. Mà hầu như là không. Kiếm của người Viking thường được truyền từ đời này sang đời khác hoặc là tặng cho người có địa vị cao. Kiếm Viking thường có hai lưỡi, chiều dài khoảng 90cm và rộng khoảng 4-6cm. Chế tạo được một thanh kiếm, người thợ rèn phải đảm bảo thanh kiếm vừa nhẹ vừa nhanh. Để đạt được điều này, một thợ rèn có tay nghề cao sử dụng kỹ thuật như một dạng của phương pháp Hàn, sử dụng sắt non và thép nhẹ để tạo ra thanh kiếm. Dấu ấn cụ thể cho nghệ thuật chế tác kiếm của người Viking là những thanh kiếm Anbus huyền thoại, những thanh kiếm vừa mạnh mẽ, linh hoạt và sắc bén. Kiếm Anbus có hàm lượng carbon cao gấp 3 lần so với những thanh kiếm cùng thời, khiến nó mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng cũng mềm dẻo và nhẹ hơn. Thanh kiếm Anbus còn có đặc điểm gần như không bị rỉ sét. Những tinh hoa đáng kinh ngạc của kiếm Anbus làm đau đầu các nhà khoa học. Có khoảng 170 thanh kiếm Anbus đã được tìm thấy, có niên đại từ 800 tới 1.000 năm và tất cả đều được làm từ kim loại nguyên chất. Điều đặc biệt là phải đến hơn 800 năm sau, trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp, công nghệ cần thiết để rèn kim loại như vậy mới được ra đời. Cách mà người ta sử dụng để rèn ra một thanh kiếm Anbus có thể được coi là điều thần kỳ. Bởi vì làm nên được một loại vũ khí từ quặng đã là một điều khó khăn, nhưng để làm ra một thứ vũ khí có thể uốn cong mà vẫn không gãy, và vô cùng sắc nhọn, rất nhẹ thì có thể được coi là một kỳ tích. Hai, thanh kiếm cổ của Trung Quốc. Thanh kiếm này vốn thuộc sở hữu của Việt Vương Câu Tiễn năm 1496 trước Công Nguyên đến năm 1465 trước Công Nguyên, là vua của một nước chư hầu cuối kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Này chính là vùng Thượng Hải, Bắc Chiết Giang và Nam Giang Tô. Đúng 50 năm trước, năm 1965, trong một cuộc khai quật khảo cổ đã tiến hành ở tỉnh Hồ Bắc, người ta đã phát hiện ra ở Giang Lăng có trên 50 ngôi mộ có niên đại thời kỳ của nước Sở. Cuộc khảo cổ đã thu được trên 2.000 đồ tạo tác, trong đó có đáng chú ý là một thanh kiếm tuyệt đẹp bằng đồng. Thanh kiếm này được tìm thấy tại ngôi mộ gần Dĩnh Nam, được đặt trong bao kiếm bằng gỗ sơn mài cạnh một bộ xương người. Các nhà khoa học đã phân tích được rằng chất liệu để rèn nên cây kiếm này gồm có đồng, sắt, chì, xiếc, lưu huỳnh, trong đó đồng chiếm tỷ lệ cao nhất. Thậm chí cây kiếm này được rèn công phu tới mức mỗi một phần của kiếm lại có thành phần chất liệu khác nhau. Lưỡi kiếm có thành phần chủ yếu là đồng để kiếm có độ mềm dẻo và không bị phá hủy. Phần cạnh kiếm có tỷ lệ thiếc cao hơn để đảm bảo độ sắc và cứng. Thành phần lưu huỳnh giúp kiếm giữ được độ sáng bóng. Lưỡi gươm sử dụng kỹ thuật khắc của axit. Chuôi gươm lắp một viên lam ngọc. Phần chuôi cũng được quấn lụa, trong khi quả táo đuôi kiếm là 11 hình đồng tâm chồng lên nhau. Thanh kiếm dài 55,7cm, bao gồm có phần chuôi 8,4cm và lưỡi kiếm rộng 4,6cm, nặng 875g. Lưỡi kiếm có họa tiết là các hình thoi lặp lại trên cả hai mặt, và ở mặt kiếm khắc hai dòng chữ với 8 chữ: Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm, nằm gần chuôi kiếm. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã cho rằng việc thanh kiếm này có một bao kiếm hoàn hảo gần như là khiên khít để giúp nó giữ được trạng thái bảo quản tốt dù bị chôn vùi hơn 2.000 năm. Về bề mặt, thanh kiếm là đồng sun phát, cũng như các hồng mộ vốn yếm khí cũng giúp ích để bảo quản nó. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn chưa hiểu nổi cách đây mấy nghìn thiên niên kỷ người ta đã rèn cây kiếm này bằng công thức như thế nào. 3. Ngọn giáo định mệnh.
Ngọn mác định mệnh là một đồ vật thiêng liêng có ý nghĩa đặc biệt trong Kitô giáo. Người ta nói rằng nếu đâm ngọn giáo vào cạnh sườn của Thiên Chúa thì sẽ có được quyền năng vô hạn của người. Lại có quan điểm cho rằng chỉ là chủ sở hữu đích thực của ngọn giáo mác định mệnh này mới có thể sử dụng nó nhằm kiểm soát thế giới. Bốn, cỗ máy tính thiên văn Ankititira. Đây được coi là chiếc máy tính đầu tiên trong lịch sử được con người tạo ra. Ankititira được phát hiện vào năm 1900 trong thời gian phục hồi một con tàu đắm ở gần hòn đảo Ankititira thuộc Hy Lạp. Cỗ máy Ankititira có hơn 30 chiếc bánh răng với kích thước khác nhau, được đặt khéo léo vào trong cùng một khung gỗ và có niên đại khoảng 2 thế kỷ trước công nguyên. Người ta tin rằng Ankititira là một trong những thiết bị cơ khí tuyệt vời nhất từng được phát hiện từ thời cổ đại. Cỗ máy Ankititira hoạt động có thể dự đoán được vị trí của các vì sao, các hành tinh, thời điểm xảy ra, nguyệt thực, nhật thực. Thậm chí, Ankititira còn có thể được dùng để xác định những ngày lễ lớn cũng như các sự kiện lớn của Hy Lạp như Thế vận hội Olympic, lễ hội Eodes Isthmian. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã cố gắng sử dụng những công nghệ mới nhất nhằm giải mã bí ẩn chức năng của cỗ máy Ankititira. Tuy nhiên, chất phức tạp, mục đích sử dụng và chức năng của máy phát minh cổ đại này vẫn khó nắm bắt. 5. Kiếm La Mã phát hiện ở đảo Oa. Nhà nghiên cứu đang công tác tại hòn đảo Oa bí hiểm, nằm tại bờ biển phía nam của bán đảo Nova Scotia, Canada. Có một tuyên bố gây chấn động, họ đã phát hiện một thanh kiếm La Mã dùng trong tế lễ tại đảo Oa, cho thấy các thủy thủ của La Mã cổ đại đã từng ghé thăm Bắc Mỹ hơn 1.000 năm trước khi Christopher Colombo đặt chân lên mảnh đất này. Một con tàu đắm được cho là của người La Mã đã được phát hiện ngoài khơi của đảo Oa. Và bên trong xác con tàu này là một thanh kiếm của nghi lễ La Mã được bảo quản khá tốt. Thanh kiếm này đã được mang lên khỏi mặt nước bởi một con tàu đánh cá từ nhiều thập kỷ trước đây, nhưng đã được giữ bí mật bởi vì người phát hiện ra nó và con trai ông lo sợ bị trừng phạt bởi những đạo luật nghiêm ngặt ở Nova Scotia, nghiêm cấm việc trục xuất kho báu từ các con tàu bị đắm. Các thí nghiệm trên, thanh kiếm này đã được một cỗ máy phân tích huỳnh quang tia X, và kết quả phân tích cho thấy thanh kiếm này có những tính chất của kim loại với các dấu tích của chất arsen và chì trùng khớp với các hiện vật La Mã khác. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới quanh ta còn rất nhiều những điều thú vị nữa mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo ngay bên cạnh để cùng cập nhật những video mới nhất mà Khám Phá Tubi lên sóng. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!